Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình là Crystal Gamer và ngày hôm nay mình sẽ trở thành huấn luyện viên Park. Thì mình tự gọi mình là Chris Hanson về cho nó ngầu để mình dẫn dắt đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng. Như các bạn thấy thì đội hình của mình là Phương Việt Nam cộng 5. Đó, có nhiều cầu thủ Việt Nam để mà mình dự bị nữa. Ở những phiên bản trước thì các bạn sẽ không thấy sự xuất hiện của những Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh hay là Tiến Linh, cho nên là các bạn khá là đau đầu trong hàng tiền vệ. Nhưng mà bây giờ là cái phiên bản này á thì các bạn cũng đã có được ba tiền vệ, đó là Xuân Trường, Tuấn Anh và Hùng Dũng. Mà đặc biệt là chiến này chúng ta có Nguyễn Tiến Linh, gọi là voi rừng của Việt Nam đó. DJ Rock 3 thì ở đây có DJ Tiến Linh. Đó, mình tự đặt cho Tiến Linh là vậy chứ không ai kêu vậy hết. Mà tại vì mình test thử thì thấy Tiến Linh đá rất là trâu. Đội bóng mình có logo hình một con hùng hoàng lửa, hay gọi tắt là chim lửa. Thấy đấy, lấy chim ra đốt mà cháy là thấy dữ rồi. Đó, nhìn là biết là đội mình cực mạnh. Mình sẽ đá với FC Barcelona. Ok, để coi đội của mình coi có đấu lại đội của bạn Barcelona Snoopy 27. Trận đấu đã bắt đầu. Đỗ Hồng Dũng, Nguyễn Tấn Anh, Vũ Văn Thanh, Tiến Linh đây rồi. Tiến Linh, Tấn Trường, xếp không được. Hoàng Hải vẫn còn. Hoàng Hải rất nhanh, rất nhanh. Bẻ góc, chuyền vào. Văn Đức vào. Mình mới cho Quang Đức đi học võ đó các bạn. Vâng, đó là pha bóng phối hợp giữa hai cầu thủ cũ, chưa có ba cầu thủ mới. Mình sẽ lấy ba cầu thủ mới và cố gắng tỏa sáng các bạn nha, để cho các bạn thấy là sức mạnh của đội tuyển Việt Nam chúng ta là mạnh khủng khiếp tới cỡ nào. Cơ hội đây rồi, Tiến Linh, Tuấn Anh, được không? Tốt quá, Quang Hải, Quang Hải đây rồi, Tiến Linh. Ủa, không sao, không sao cả. Xuân Trường, Văn Đức, xuống luôn Trường ơi, xuất vào. Yeah. Vẫn là người cũ, người mới chưa tỏa sáng, nhưng không sao, chúng ta đã có 2-0. Văn Thanh, Phan Nhân Đức, qua người Vũ Văn Thanh, cơ hội đây rồi, chích bóng cho Tiến Linh, Tiến Linh đã tỏa sáng rồi. Ồ, đội bạn tức quá bấm qua luôn. Mình tính cho là Tiến Linh, cho Tiến Linh hả, biểu diễn pha là gọi là ủi vào lưới. Không được, đội bạn đang có cơ hội phản công. Nguy hiểm quá. Quế Ngọc Hải cản phá. Ủa, cản phá kỳ ta. Cái này là lỗi kỹ thuật. Chùi bóng là đúng ra là phá bóng rồi đó mấy bạn, nhưng mà sao không biết sao mà vô chân của đối phương luôn. Không sao, chúng ta sẽ làm lại. Cơ hội cho đội bạn Vũ Văn Thanh. Dễ gì. Ôi, trời. Không sao. Why the fuck you lying? Why you always lying? Oh my god. Vẫn là Quế Ngọc Hải, nhưng mà sai lầm là ở tôi. Do tôi điều khiển, không chịu phá lên, ngựa ngựa. Văn Đức, tiến lên. Hay quá. Quang Hải sút vào xà ngang. Nhưng làm sao, vẫn còn cơ hội, vẫn còn cho đội tuyển bóng đá Việt Nam. Và cuối cùng thì trọng tài đã nổ hơi còi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam đá giao hữu với FC Barcelona. Tỷ số là 3-2 nghiêng về cho đội tuyển Việt Nam. Vâng, và bây giờ đội tuyển Việt Nam sẽ đi tìm một người nào đó để mà chúng ta tiếp tục giao hữu nhé các bạn. Cầm Việt Nam vô là đá khác liền chứ. Tuyển Việt Nam đá với Manchester United. Bay sang Anh đá luôn. 2000 years later. Sau hiệp 1 không có bao nhiêu tình huống gọi là nguy hiểm. Thì hiệp 2 này các cầu thủ Việt Nam quyết định dồn lên phản công. Và đây là Quang Hải, Đỗ Hùng Dũng. Tiến lên đây rồi, tỏa sáng được không? Anh rất mừng. Hồi xưa là các bạn là chúng
ta là chỉ có hai sự lựa chọn, đó là Công Phượng với Văn Toàn. Thì cái thể hình cũng là cái vấn đề của đội tuyển Việt Nam lúc đó, nhưng mà bây giờ là có Tiến Linh rồi các bạn, không sao cả. Nếu cần diễn hài thì cũng có diễn viên hài Tiến Luật luôn. Ủa, không liên quan lắm. Được rồi, Tuấn Anh, hay quá. Tuấn Anh ơi, wow. Từ kia chỉ biết bó tay đứng nhìn trước cú sút quá khó của Tiến Linh. Phan Nhật Đức đã rất nhanh chớp lấy thời cơ và sút bóng vào khung thành trống. Đội bàn bắt đầu múa may quay cuồng rồi. Vâng, và bây giờ thì trọng tài đã nói hồi còi kết thúc trận đấu giữa Manchester United và đội tuyển bóng đá Việt Nam. Việt Nam ăn 2-0, vô vô vô, lê lê lê. Và bây giờ chúng ta sẽ tìm đội chúng ta đá tiếp nha các bạn. Vâng, và chúng ta đã tìm ra đối thủ của chúng ta, đó là Alexander 1410, cầm cho mình là AC Milan. Để xem mình có đá cho bạn lăn được hay không. Bạn nhận được. Đấy rồi, cơ hội. Đỗ Hùng Dũng, Đỗ Hùng Dũng băng xuống cánh, Dũng chip, chip vào. 1-0 dành cho đội tuyển Việt Nam. Dũng chip đã thực hiện đúng cái tên của mình là chip bóng qua đầu thủ môn. Hùng Dũng đã tỏa sáng, Tiến Linh đã tỏa sáng rồi. Và không biết thì Tuấn Anh của chúng ta có tỏa sáng trong trận đấu này không. Đây là trận đấu thứ 3 rồi. Cơ hội cho đội bạn Pedro, Ronaldo, Messi. Ra bóng nào Văn Lâm. Lâm sao vậy Lâm? Giận hờn gì hay sao? Không được lên đá giận hờn. Đây chúng ta hãy xem lại. Văn Lâm của Chris đã dấp cọng cỏ và tự té. Không sao, chúng ta sẽ gỡ được thôi mà. Tỷ số là 1-1. Qua luôn, khỏe thế Linh ơi, khỏe thế, hay quá. Trời ơi, chứ anh đã để hậu đánh là vô rồi, hay ơi. Trời ơi, nhỏ con mà sung thế. Nhưng không sao, đó là tinh thần của những chiến binh sao vàng. Thấy bà bị tấn công luôn rồi. Messi khéo thế nhờ. Messi có khéo. Ui dồi ôi, chết tôi rồi. Không sao, không sao. Gullit, Ronaldo, vỡ mồm. Ôi dồi ôi, 2-1 dành cho AC Milan của Alexander. Sao không sao, tinh thần của những chiến binh sao vàng khác chứ. Ladies and gentlemen, no, we got him. Hải đá gì Hải? À không sao, đó là một pha đá phạt. Hải ơi, xúc vô nha Hải. Tinh lắm luôn. Không được, góc quá hẹp. 2000 years later. Cơ hội Nguyễn Tuấn Anh sút không vào. Văn Hậu con. Yeah! Bèn 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 bèn. Tôi thôi, tôi thôi, cú này là phải vào. Nguyễn Tuấn Anh đang đứng trước cú đá penalty của mình, đó mặt là Thibaut Courtois. Courtois không bằng Tuấn Anh. Một cú sút rất lạnh lùng của Nguyễn Tuấn Anh. Hay điều, hay điều. Bây giờ là phút 70 của trận đấu. Vũ Văn Thanh đã chiếm được bóng. Quang Hải tiến lên, đối mặt, 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 xuống. Ăn mừng kiểu Anton Christmas luôn. Giỡn hoài. Đội bạn chắc cay lắm đây. Cay cực cay. Đội bạn đang có thay đổi người. 12 seconds later. Đổi ai đây nào? Đổi lâu quá vậy. Thế Ronaldo ra luôn, giữ, giữ. Không biết thay ai mà thế Ronaldo ra luôn. Ronaldo ghi cho hai trái mà không thèm nữa. Vắt chanh rồi bỏ vỏ. Ôi đội bạn có vẻ cay thế. Đá chùi ghê thế bạn ơi. AC Milan ha, mình đá cho bạn lăn luôn.
Ui 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 ui. Không qua được Quế Ngọc Hải. Bằng Lâm. Ôi trời 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 trời. Trời má. No. No. Không sao không sao. Tình huống gì rồi là Văn Lâm chấp thôi. Thả con tép bắt con tôm. Gây cho tâm lý đội bạn sự ức chế khi ra sút không vào. Bạn đang rất cay. Ở mình cầm bóng mình múa múa là hả chùi mình ngay. Đấy 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 đấy. Thấy giờ thấy giờ. Ghê không? Văn Thanh sút luôn nè. Sút. Ra ngoài. Hậu vệ sút. Tuấn Anh. Hay quá. Văn Đức. Văn Đức. Đâu giờ nè. Ủa chưa câu được. Hết giờ. Chạy thế nhờ. 3-2. Yes. Các bạn ơi, nếu như mà các bạn sở hữu full đội hình Việt Nam á, thì các bạn sẽ được cộng rất nhiều nha các bạn. Đó là lý do tại vì sao mà đội hình Việt Nam của mình mạnh khủng khiếp như vậy. Mình á, gọi là có Team Color Việt Nam mới à, là đoàn kết hơn, mạnh mẽ hơn, ba đạo hơn. Tại vì sao? Nếu như mà các bạn sở hữu ba cầu thủ Việt Nam thì cộng cho chỉ số chung, đó là hai chỉ số cho mỗi cầu thủ. 5 cầu thủ thì các bạn sẽ được cộng chỉ số chung là 3 chỉ số cho mỗi cầu thủ. 8 cầu thủ thì các bạn sẽ được cộng 4 chỉ số cho mỗi cầu thủ. Và 10 cầu thủ trong đội hình à, tức là các bạn có thể là sử dụng một người khác ở ngoài cái đội hình đội tuyển Việt Nam. Nếu như mà các bạn thấy là nó chưa ổn định ở vị trí nào đó, đó thì mình là mình xài full luôn đó. Nếu như mà các bạn sử dụng 10 cầu thủ thì sẽ cộng thêm là 5 chỉ số và cộng thêm 3 chỉ số thể lực nữa. À, tại Việt Nam mình đá là có thể lực đâu mà à. Các bạn ơi, nếu như mà các bạn muốn săn cầu thủ Việt Nam hoàn toàn miễn phí thì các bạn hãy tham gia sự kiện Amazing Go. Đó, thì các bạn chỉ cần lên amazing.fo4.garena.vn để mà đăng nhập vào đó. Sau đó, từ ngày 3 tháng 6 tới ngày 8 tháng 6, các bạn chỉ cần đá 5 trận mỗi ngày và chia sẻ lên Facebook cá nhân của các bạn hàng ngày thì các bạn sẽ có 6 lượt quay để mà các bạn có thể tranh thủ quay tay, vận may sẽ đến. À, các bạn có thể tìm được Tuấn Anh, Hùng Dũng hay là Tiến Linh hoặc là những cầu thủ Việt Nam khác để mà chúng ta build một cái đội hình Việt Nam và chúng ta cùng nhau chinh phục đỉnh thế giới. Yes. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Và ngoài ra thì hãy cố gắng tìm cho mình những cầu thủ Việt Nam đi để build đội hình bá đạo giống mình. Và chúng ta hãy cùng nhau chiến đấu trong game FIFA Live 4 các bạn nha. Và bây giờ thì mình xin chúc tất cả các bạn có một ngày tốt lành.